Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Sau khi xem xong video này, chúng ta sẽ biết viết một cái phương trình PLC. Theo mình nghĩ là nó khá phức tạp đối với những người mới hoặc là sinh viên mới học về PLC. Thì đề bài của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ phải viết một chương trình PLC để thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất là ấn Y00 thì Q00 có điện. Như đây chúng ta sẽ nhìn đây. Khi mà chúng ta kích 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 cái công tắc ở chỗ Y00 này thì chỗ Q00 này nó sẽ ra ở chỗ đầu ra, nó sẽ có một con dòng điện. Và ấn Y01 ở đây thì cả hai Q00 và Q01 đều có điện nhé. Và ấn Y02 thì cả ba cái này đều có điện luôn. Được chưa? Thì để làm được cái điều đó, chúng ta phải phân tích cái bài toán này như sau. Để thì chúng ta sẽ phải trả lời các câu hỏi là đèn một sáng khi nào, đèn hai sáng khi nào và đèn ba sáng khi nào. Thì đây là cái phần trả lời của mình. Đèn một sáng khi mà ấn Y0 hoặc Y01 hoặc Y02. Đèn hai sáng khi ấn Y01 hoặc Y02. Thì chúng ta sẽ phải quan sát ở bên trên này. Nhìn cái này nó sẽ rất là khó, và chúng ta đôi khi là chúng ta sẽ phải đảo ngược lại cái mà chúng ta cần, để nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm ngược lại và đặt đúng những cái câu hỏi thì chúng ta mới có thể làm được cái bài này. Thì ở đây mình đã mô phỏng trước rồi. Thì khi mà mô phỏng thì đây đây là cái đèn một này, đây là đèn hai và đèn ba. Thì ba cái này nó sẽ liên kết với nhau theo cái network này. Thì cái này chúng ta chọn, khi mô phỏng chúng ta chọn mạng công nghiệp truyền thông MPI ở đây đó. Thì bây giờ mình sẽ mô phỏng cho bạn xem. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải download nó xuống, một cái bước khá là quen thuộc sau khi đã thiết kế xong như cái này nhé. Thì quay trở lại, nếu bạn nào mà chưa biết thì chúng ta hãy xem lại nhé. Đèn một sáng khi ấn hoặc Y00 hoặc Y01 hoặc Y02. Tất cả những cái phân tích này là mình lấy từ cái đề bài ra nhé. Thì như các bạn thấy đây, Q00 này khi ấn Y00 này, Q00 khi ấn Y01, Q00 khi ấn Y02 thì nó sẽ ra là những cái như này. Thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ viết được vào cái ở đây như vậy. Đó, thì bây giờ mình vừa download xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành chạy mô phỏng, ấn cái này trước này, rồi ấn run. Thì như các bạn thấy ở đây ba cái network này nó đều hiện điện lên đúng không? Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại một chút cái đề bài của chúng ta. Đây, bây giờ mình ấn Y00 thì Q00 sẽ có điện. Giờ mình thử nhé. Ấn Y00 này thì Q00 có điện, thỏa mãn chưa? Được. Như vậy đã hoàn thành một điều kiện số 1 nhé. Hoàn thành này. Hoàn thành, được chưa? Bây giờ chúng ta đến điều kiện số 2 này. Ấn Y01 thì Q00 và Q01 có điện. Rồi chúng ta quay trở lại file mô phỏng. Ấn Y01 này thì Q00 và Q01 có điện. Đúng. Như vậy là cái này đã thiết kế được đúng. Thỏa mãn hai điều kiện rồi đúng không? Đó, rồi chúng ta xong rồi tiếp cái này. Và đến cái số 3, ấn Y02 thì cả ba cái đều sáng luôn. Cả ba cái đều có điện. Giờ bắt đầu này. Y03 à, Y02 gì? Y02. Ấn Y02 này, cả ba đều có điện. Như vậy là đề bài của chúng ta đã được thỏa mãn. Và chúng ta đã mình đã thiết kế và mô phỏng xong một cái bài mình nghĩ là nó sẽ khó so với các bạn mới. Thì ở trên đây là cái cách làm. Nếu bạn có thêm thắc mắc gì thì hãy đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần bình luận, và mình sẽ trả lời để giúp đỡ các bạn.